Tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 6 tháng 1, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Văn Quảng, chủ trì tại tổ đại biểu thành phố Đà Nẵng. Phiên họp này, các đại biểu cơ bản tán thành việc sửa đổi bổ sung một số điều của các luật này xuất phát từ yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về xây dựng hoàn thiện pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn liên quan tới hoạt động đầu tư kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, công tác bảo vệ an ninh mạng, thi hành án dân sự, thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư vào hệ thống truyền tải điện quốc gia, khuyến khích đầu tư sản xuất và sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Đồng thời, các đại biểu cũng cho rằng việc sửa đổi bổ sung luật cần bảo đảm thận trọng, chặt chẽ và kiến nghị cần làm rõ thêm một số vấn đề đối với từng luật trong lần sửa đổi này. Trong đó cần bổ sung thêm một số lĩnh vực đầu tư hiện nay trong thực tế vẫn còn gặp nhiều bất cập và chưa được quy định rõ ràng trong luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Ví dụ như cái cơ chợ truyền thống, chợ dân sinh, nếu như chỉ đầu tư công thì lại không được đầu tư, không quy định đầu tư công. Nhưng mà đầu tư để kêu cái đầu tư bên ngoài cho cái việc đầu tư không của các nhà đầu tư thì người ta cũng không mặn mà lắm trong cái việc đầu tư, tại vì còn cái việc khai thác ở cho thuê lại các cái hoạt động của sau khi dự án hoàn thành, và như vậy nó cũng rất khó, nên cần cái một cái hoạt động từ cái kết hợp giữa cái nhà nước và cái nhà đầu tư bên ngoài, thì như vậy cái công tư xã hội, nên chính vì vậy mà đề nghị là cũng phải nên có sửa đổi bổ sung ở trong cái luật PPP lần này. Vào cái khoảng 1 điều 4 là bổ sung thêm các lĩnh vực là hạ tầng thương mại, chợ dân sinh, lĩnh vực văn hóa thể thao. Qua thảo luận, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như chất lượng các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đánh giá việc sửa đổi bổ sung đối với các luật lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tháo gỡ vướng mắc trong các lĩnh vực liên quan và bám sát hơn với thực tiễn. Trong đó, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng cho rằng vẫn còn một số vấn đề cần phải cân nhắc đối với từng luật, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, khả thi đối với những vấn đề mang tính nguyên tắc, đáp ứng tính cấp thiết, cấp bách của chính sách. Chính cái việc là tách cái dự án giải phóng mặt bằng ra khỏi cái dự án đầu tư thì đến nay là vẫn không làm được. Cứ lùng nhùng ba cái chuyện vướng mắc này. Đấy, thì những cái việc này tôi nghĩ rằng là thực sự mang tính cấp bách cần thiết, mà tới đây khi chúng ta đẩy nhanh cái tốc độ để làm cái đường cao tốc, các cái dự án giao thông hạ tầng ấy, mà chúng ta không giải quyết nhanh được cái việc này và sửa cái việc này thì tôi nghĩ rằng là sẽ rất là vướng trong thực tiễn. Thì chúng ta cứ nói mãi như vậy thôi, dưới thì kêu trên thì cứ không có cái chuyển động, không có quan điểm, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ rất là khó. Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ và Quốc hội tiếp tục rà soát, xem xét, điều chỉnh các luật để khơi thông hiệu quả các nguồn lực, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển vì lợi ích của đất nước, đáp ứng sự mong mỏi của doanh nghiệp, người dân.